Chào mừng em đã đến với kênh sửa xe máy của mình. Quay lại với cái chủ đề mà nhà mình đang kinh doanh cái súng vặn vít của Boss. Thì một số anh em á, thì mình xin trả lời như sau. Thì súng này là súng hàng zin chính hãng rồi, mình cũng quảng cáo cho anh em xem rất nhiều rồi. Nhưng mà anh em mới đầu tiên anh em khi nhận hàng thì anh em kiểm tra hàng rồi với thanh toán tiền. Thì anh em thấy lần đầu tiên anh em được xài súng pin. Thì anh em đẩy lên thế này, anh em bấm này. Anh em thấy nó quay nhẹ như thế này, anh em cứ bảo là nó quay yếu, nó không ra được. Thì thật ra anh em xài cũng loại súng hơi anh em quen rồi, mỗi lần mà cái súng vặn vít hơi bằng bằng hơi đấy anh em, bằng súng súng khí nén đấy, thì anh em bấm phát anh em thấy nó quay cái vèo phát, quay rất chi là mạnh. Nhưng cái súng bằng điện nó chỉ chạy như vậy thôi đấy, nhưng mà nó rất chi là khỏe mà xài rất chi là nhanh. Mỗi lần mà anh em xài anh em tháo các kia vít nhựa yếm của xe tay ga thì anh em tháo rất là nhanh và rất là nhàn, xài sướng như thế này. Nhưng một số anh em lại không nhận hàng vì anh em chưa quen. Thì trước khi vì có cái súng này là có đặc điểm như thế này này, súng mới là pin nó không bao giờ khỏe. Đây anh em nhìn thấy cái này, khi tôi bấm này nó là nhấp nháy như thế này, có nghĩa là pin đang yếu. Thì là súng mới thì pin nó không bao giờ khỏe rồi, và mình cũng không nạp vào làm gì, vì là trong quá trình vận chuyển nó gây nguy hiểm. Nên là cái pin này là mới tinh nó đã yếu đó. Khi anh em nạp thì nó nhấp nháy, hoặc khi anh em bấm mà anh em thấy nó nhấp nháy thế này là pin yếu. Thế khi anh em nhận hàng thì pin nó yếu, anh em xài cảm giác là nó yếu, nhưng thật ra anh em vặn các cái ốc nhựa rất là nhàn đấy. Thì có rất nhiều khách hàng tin tưởng, thì khi mà nhận hàng thì nghe lời mình giải thích thì khách hàng đã kiên nhẫn mà nhận hàng, và sau khi sử dụng thì khách hàng phản hồi rất là tích cực đấy. Thì bây giờ thì mình sẽ cho anh em nghe một đoạn tâm sự của anh khách hàng mà gọi điện thoại cho mình, anh em nghe nhé. Anh đánh giá xem cái súng của em xài như thế nào, anh đầu tiên thì như thế nào mà bây giờ như thế nào ạ? Anh thấy rất là tốt, ok. Ví dụ đầu tiên anh mới không 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 biết, anh tưởng là nó không không ấn vào nó tự chạy, vì là nó có nút ấn đấy, thì lúc nào mình muốn lôi ra là mình lấy cái tô vít lên đầu ngón tay ấy. Mình chỉ cần cậy cậy ra mình rút nó ra, nói chung là tốt. Dùng Vâng ạ. sướng đầu tiên mới chưa chưa quen thì là không không biết bây giờ dùng thì sướng. À vâng. Thế là anh một lần anh tháo xe thì anh thấy nó như thế nào anh? Sáng nay anh tháo con vi thuật này thấy nhanh, và ví dụ nó nhiều vít đâu rồi mất nó đỡ nhanh, cực nhanh, mất đỡ bao thời gian mà sướng thật này, không không dùng rồi biết là sướng. À. Sáng nay con vi thuật nó nhiều, con vi thuật để từ mình tháo thay 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 cái một bộ mấy cái miếng nhựa của nó tháo sướng thật nhanh. Vâng, rồi ok anh, em cảm ơn anh. Trong quá trình làm việc mà có vấn đề gì đó trục trặc do súng thì anh cứ liên hệ em bảo hành nhé anh nhé. Nhưng mà anh thấy dùng như này là sướng thật, nói chung là này biết là mình phải dùng lâu Vâng, rồi ok em cảm ơn anh ạ. rồi. Vâng, em chào anh ạ. À. Vâng. Đấy thì sau khi mà anh em nghe cái lời tâm sự của khách hàng thì anh em đấy, anh em biết rồi, lúc đầu tiên thì xài chưa quen, sau xài quen rồi bạn nó rất là nhàn, rất là thích đấy. Rất là loại này súng hàng xịn, rất là đắt tiền. Đây có những chế độ như sau này, anh em đẩn cái ốc này ở giữa là anh em bấm như thế này là anh em kiểm tra pin. Đây đang nhấp nháy này, bấm nó không có chạy đâu, nhưng đang nhấp nháy này là pin đang yếu. Cái thứ hai anh em đẩn như thế này, anh em bấm nó sẽ chạy vào, kéo cái này đằng sau là nó sẽ chạy ra, hoặc là anh em nhí vào đấy nó không chạy. Anh em này này, khi anh em cầm anh em đẩy vào, đẩy cái mũi vít vào con ốc thì nó cũng tự chạy. Đây tôi lấy ngón tay tôi nhận cái này vào là nó sẽ chạy này đấy. Nó như vậy thôi, xài rất là nhanh, rất là sướng. Đây có 3 chế độ này, đây là chế độ yếu nhất này, đây mũi tên để chế độ yếu nhất này, sau đây chế độ thứ hai này, đây mắc này, mắc nghĩa là rất là mạnh đấy. Anh em xài rất là thích nhàn, anh em tháo ống yếm yếm xe tay ga rất là nhàn đấy. Thì anh em nào quan tâm cái súng này cứ gọi và tin tưởng nhé, cứ nhận hàng đi mà xài sướng lắm đấy anh em ạ, không phải là dạng bình thường đâu. Anh em cũng nghe cái anh vị khách hàng nó khi nãy nó nói rồi đấy. Thì video hôm nay thì mình muốn chia sẻ đến cho anh em như vậy. Sạc này thì cũng có một thân xa à, cái súng này cũng có một súng này, hai mũi này anh em nhé, hai mũi này và phiếu bảo hành này, hướng sách chứng nhận sử dụng này, một cái dây sạc này, và không có cục sạc anh em nhé, không có cục sạc. Máy nào mà có cục sạc là máy dởm đấy, còn cái máy zin của nó không có cục sạc đâu, sạc của nó anh em xài chung với lại điện thoại anh em nhé, không bây giờ có cục sạc đấy. Anh em nào cần thì cứ liên hệ mình. Xin chào anh em.